Rob Ripping bê cách anh tiếp đố kỳ cực đặc biệt, còn tiết lộ luôn bí quyết ăn hoài không béo. Thưa các bạn, Rob Ripping vốn là một cô nàng có đam mê ăn uống bất tận. Cũng chính vì sở thích ăn cả thế giới mà bông hồng nước Úc còn có những bí quyết ăn uống mà nghe xong chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ. Mới đây, trong chương trình My Little Old Boy, Rose đã tiết lộ bí quyết ăn món tteokbokki cay theo cách của mình khiến nhiều người trầm trồ, người đâu đã đẹp lại còn thông minh. Chẳng là cô gái này rất thích ăn đồ cay nhưng lại không phải người ăn cay giỏi cho lắm. Vì vậy, mỗi khi ăn tteokbokki, Rose sẽ luôn chuẩn bị sẵn một chiếc cốc. Không phải để đựng đồ ăn đâu nha, Rose sẽ dùng chiếc cốc đó để khiến món ăn bớt cay theo một cách vô cùng đặc biệt đấy. Vì phần sốt cay bao phủ miếng bánh gạo, do vậy Rose sẽ lợi dụng thành cốc để gạt bớt phần sốt ra. Theo thành viên Blackpink, nếu bạn nhúng bánh gạo vào nước để giảm độ cay thì phần gia vị cũng bị cuốn trôi. Do đó, làm cách này sẽ tối ưu hơn. Nhờ cách làm hay ho này mà phần bánh gạo vẫn sẽ giữ được hương vị đậm đà nhưng lại bớt cay hơn để Rose có thể ăn nó một cách ngon lành. Người đâu mà đã đẹp lại còn thông minh, hội những người nghiền tteokbokki mà không thể ăn quá cay thì học ngay mẹo này của Rose nha. Bên cạnh đó, khi được MC hỏi rằng liệu Rose có sợ bị tăng cân khi ăn tteokbokki hay không, cô nàng bẽn lẽn trả lời rằng bản thân rất thoải mái khi thưởng thức nó. Nhiều người tại trường quay cũng đồng tình vì họ được biết rằng Rose ăn rất nhiều nhưng lại khó tăng cân. Đây quả là điều mà nhiều người mơ ước nhỉ? Nếu là fan cứng của Blackpink nói chung và bông hồng nước Úc nói riêng, hẳn bạn đã biết Rose có thể ăn rất nhiều và ăn ngon không kém các YouTuber làm mukbang nào. Chính vì vậy, khi thấy Rose ăn hoài mà không bị tăng cân, ai cũng tò mò về bí quyết giữ dáng của cô. Thế nhưng, chính Rose cũng không rõ tại sao bản thân mình không bị lên cân. Cô nàng còn cho rằng có thể vì hệ tiêu hóa của mình quá tốt nên mới như vậy. Thật là đáng ganh tị mà. Biết được bí quyết ăn uống ngon miệng không sợ tăng cân của Rose, nhưng liệu bạn có thể áp dụng được hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới bình luận và nhanh tay đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube của chúng tôi nhé!